Chào các bạn, cà phê là một loại thức uống được rất nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên thì có thông tin rằng cà phê có những ảnh hưởng không tốt đến trái tim của chúng ta. Trong video này, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Hoàng Vân đến từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Time City. Với hơn 40 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành về tim mạch, Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Hoàng Vân cũng sẽ mang đến cho các bạn một số cách sử dụng cà phê để giảm thiểu những tác động xấu đến cơ thể của con người. Hãy xem tiếp video. Trong cà phê nó có một cái chất là cafestol. Cafestol là có tất cả trong các loại cà phê mà tôi nói ở trên. Đấy, cà phê đá, cà phê phin, cà phê máy, những cái loại đó, hoặc là những cà phê mà nó lọc qua những bằng kim loại. Đấy, là rất nhiều cà phê cafestol. Và cafestol người ta cũng có đề cập tới là gần đây những cái nhà khoa học ở Nhật Bản, người ta cũng thấy là cafestol đó cũng có cái hay là nó đang ngăn ngừa được ung thư tiền liệt tuyến, và người ta quảng cáo rất nhiều. Tôi thì tôi chưa chứng kiến cái này, tôi chưa có những cái tài liệu mà nguyên bản để mà chúng ta tham khảo để mà nó nhấn mạnh. Tôi chỉ nói với góc độ về tim mạch thì cafestol đối với tim mạch là rất dở luôn. Đấy, bởi vì nó tăng mỡ máu, mà đã là tăng mỡ máu thì nguy cơ về tim mạch sẽ nhiều, rất nhiều. Gần đây người ta mới đề cập tới một cái loại cà phê, nó gọi là cold brew cà phê. Cold brew cũng là cà phê nhưng nó là cách pha, là người ta cho cà phê vào và người ta đổ nước ở nhiệt độ trong phòng ấy, và người ta ngâm cái cà phê đó trong nước đó trong vòng 12 đến 24 tiếng và để trong tủ lạnh. Sau đó người ta lọc cái bã đi và người ta lấy cái nước cà phê đó. Cái cà phê đó nó gọi là cà phê lạnh hay là cold brew cà phê. Thế khi ta uống cái cà phê đó thì tùy theo khẩu vị, ta có thể cho một tí sữa, ta có thể pha loãng hơn, ta có thể cho đá vào. Nhưng đây là cách pha cà phê. Nó lọc qua bằng giấy, nó loại trừ được những cái cà phê khô, cà phê stale. Thế và ta đón nhận thế. Và thực sự các bạn biết không, tôi cũng rất bất ngờ. Gần đây tôi chuyển ra uống cái loại này thì tôi thấy là tôi uống một mò vào giờ nào tôi cũng thấy dễ chịu. Thậm chí có lần tôi uống vào lúc 6 rưỡi tối khi tôi chuẩn bị đi vận động thể thao, thì tôi nghĩ cái đêm hôm đó chắc là mình mất ngủ mất. Nhưng mà tôi vào giấc ngủ rất là tốt, và tôi cũng không hề thấy mạch nhanh. Tôi vẫn chơi thể thao được mà tôi không hề thấy mạch nhanh. Tôi có xem xét lại về những cái bản chất của nó thì tôi thấy là cái cà phê đó, cà phê cold brew này, cà phê lạnh này này, nó cái độ acid của nó được giảm rất nhiều. Nó không có, rất hạn chế rất ít cái cafestol là 2. Nó có nhiều cái peptide hơn, và nó làm cho cái mình tiếp nhận cái cà phê đó cả về tinh thần lẫn là cái chuyển hóa của mình nó cũng tốt hơn. Và tôi thấy rằng là như thế thì ở mỗi người sẽ đón nhận được nhiều hơn. Có thể ở một người chưa bao giờ uống cà phê cả, nhưng nghe cái lợi đó người ta có thể thử. Và tôi khuyên ấy, là nên thử, và thử tăng dần lên theo cái sở thích của mình, theo cái mà mình muốn. Cái thứ hai nữa là tôi thấy rằng là những người bị tăng huyết áp ư, những người có thần kinh dễ nhạy cảm ư, thì cũng nên thử mình xem như thế nào. Ngay trong cái giờ uống ấy, thì người ta cũng đưa ra những cái khuyến cáo, người ta cũng khuyên là không nên vào uống sáng sớm quá, bởi vì cái corticosol của con người ảnh hưởng đến cái yếu tố stress ấy, là nó rất giảm vào buổi sáng, thì uống cà phê lúc đó nhiều khi không hợp. Nhưng và người ta cũng không khuyên là uống buổi tối, sợ nó kích thích, mà người ta khuyên sau ăn, thậm chí có thể là trước khi vận động, cái cà phê nó có thể tăng cái thể chất của con người lên. Uống cà phê, cái quan trọng là cái cách pha cà phê và số lượng cà phê. Bạn có thể 3 cốc một ngày, bạn có thể 1 cốc một ngày, 2 cốc một ngày, nhưng làm thế nào mà
bạn uống với cái lượng mà bạn cảm thấy là mình sảng khoái, chứ đừng đừng thái quá, cũng đừng 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 ít quá thì mình lại không được hưởng hết. Thì tôi nghĩ tất cả những cái điều đó là một cái tham khảo, và tôi khuyên các bạn nên 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 đáp nên 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 tìm một cách đáp ứng nhất tốt nhất cho cơ thể của mình, thì mình cảm thấy cà phê nó càng rất gần gũi cho mình và nó mang lại những cái lợi ích cho cơ thể mình. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Và hãy ấn subscribe kênh YouTube của VinMec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.